Hôm nay cô làm video này để hướng dẫn các em thực hiện bài kiểm tra giữa học kỳ 1 môn hoạt động trải nghiệm 8. Hình thức kiểm tra môn hoạt động trải nghiệm 8 đó là giáo viên sẽ giao bài thực hành cho các em. Các em học sinh sẽ về nhà làm bài thực hành theo yêu cầu của giáo viên. Thời gian giáo viên đưa yêu cầu và hướng dẫn học sinh là vào tuần 6, từ ngày 9 tháng 10 đến 14 tháng 10. Thời gian học sinh nộp bài đó là vào tuần 8, từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 28 tháng 10. Bài kiểm tra giữa học kỳ 1 môn hoạt động trải nghiệm 8 có nội dung như sau. Em hãy trình bày những cách thực hiện trách nhiệm với bản thân và mọi người xung quanh. Học sinh hoạt động cá nhân trên giấy A4. Như vậy, trên tờ giấy A4, trước hết các em sẽ ghi họ, tên, lớp. Và các em có thể trình bày theo như gợi ý của cô. Đó là sống có trách nhiệm với bản thân thì chúng ta sẽ thực hiện những điều gì? Các em có thể ghi ở những trái tim bên tay phải. Và các em sẽ ghi ít nhất là 3 điều. Còn sống có trách nhiệm với mọi người xung quanh thể hiện ra là thực hiện những điều nào thì các em có thể ghi ở bên tay trái và các em cũng ghi ít nhất là 3 điều. Sau khi các em có ghi xong, các em có thể vẽ trang trí tùy ý thích của mình. Tiêu chí đánh giá của bài thực hành hoạt động trải nghiệm 8 ở đợt kiểm tra giữa học kỳ 1 này là như sau. Thứ nhất, nếu các em nộp đúng hạn, các em sẽ được 1 điểm. Thứ hai, nếu như các em nêu được những cách thực hiện trách nhiệm với bản thân, các em sẽ được 4 điểm. Thứ ba, các em nêu được những cách thực hiện trách nhiệm với mọi người xung quanh, các em sẽ được 4 điểm. Và thứ tư, đó là trình bày đẹp, các em sẽ được 1 điểm. Vậy thì tổng cộng của bài thực hành này sẽ là 10 điểm. Nếu như các em đạt được từ 5 điểm trở lên thì bài kiểm tra giữa học kỳ 1 môn hoạt động trải nghiệm 8 các em sẽ được đánh giá là đạt. Em hãy cố gắng hoàn thành bài thực hành này và nộp đúng hạn. Cô chúc các em hoàn thành bài thật tốt nhé.